Rất là lâu rồi, Huy nhớ cũng thở gần 10 năm rồi mới có dịp trở lại chợ Lầu thêm một lần nữa để được gặp gỡ và giao lưu cùng bà con mình. Không biết nói gì hơn là chúc cho quý vị có một buổi tối thật là vui vẻ, xem âm nhạc thật là vui và may mắn trong những trò chơi dân gian của mình nha. Quý vị nhớ ủng hộ vé cho đoàn nha, còn một vòng loại cuối cùng nha quý vị ơi. Huy cảm ơn quý vị rất nhiều. Bài hát vừa rồi là một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh, bài hát Và Như Thế Em Đi, tức Về Đâu Hai. Còn bây giờ thì Huy sẽ hát một ca khúc mà được các bạn yêu cầu trong buổi tối ngày hôm nay. Đó là một bài hát cũng rất là vui, rất là dễ thương của nhạc sĩ Cao Minh Thu vừa đánh nhạc lại. Xin mời quý vị nghe lại một ca khúc rất là quen thuộc có tựa đề Hãy Yêu Nhau Đi. Bây giờ chúng sẽ có giao lưu cùng tất cả quý vị các bạn luôn nha. Ok không ạ? Bây giờ bỗng tay lớn xuống đó trước nha. Yeah, yeah. Yeah.
8X, 8X, 9X đời đầu nè. Đó, fan tôi không đó. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Giờ đứng ở đây hát hay là lên ta? Đứng ở đây thấy vui hơn nha. Sung hơn rồi. Ok. Cảm ơn những tình cảm thân thương mà quý vị dành tặng cho Huy show buổi tối ngày hôm nay. Một bài hát tiếp theo nữa Huy muốn gửi tặng đến tất cả quý vị và các bạn. Một ca khúc rất là mới, Huy vừa phát hành trên kênh YouTube của mình. Quý vị lên xem và đăng ký kênh nha. Trương Đăng Huy chỉ có đúng là kênh chính chủ của mình thôi. Bài hát của nhạc sĩ Thái Khang, xin mời quý vị nghe lại một dòng nhạc rất là dễ thương và êm dịu, nhưng mà được Huy remix lại rồi, đánh lên EDM cũng rất là cực căng. Cảm ơn quý vị. Bài hát Gốc Khuất Cuộc Đời, xin quý vị một tràng pháo tay to nữa ạ. Thank you.